ý là cái kiểu hồi nãy của em á là kiểu như dùng là thường là giọng ngực của em bình thường, nếu mà em hát mà kiểu như là cố hết sức á đấy, mà từ hồi hát tầm thường thì tới tầm từng tới được tới la thăng 4, nhưng mà C4 thì em phải kiểu như gồng hơn tí nữa đấy là tới được tới tầm C4 đấy là giọng ngực bình thường của em. Nhưng mà tại tầm từ từ lên đây trở đi đó là kiểu như ý là lên kiểu như tùy tùy nốt, có nghĩa là có cái nghĩa là bình thường nếu mà những cái nốt mà tầm cao đó là em sẽ hát kiểu như theo kiểu hồi nãy đấy đấy. Nhưng mà ý là có những cái chữ thì lúc thì kiểu như lúc thì bị chuyển nó qua gió, lúc thì lại bị chuyển qua giọng ốc. Cái đó là em không biết là do chữ hay là do cái kiểu như là tùy chữ nha. Nhưng mà đa số như nói chung là em cũng nói chung là cái giọng giả của em á, nếu mà em tự đánh giá rồi chứ cũng không phải là như nhiều người cũng nói là nói chung là nó cũng khá là tốt rồi. Nghĩa là em điều khiển được lúc nó sẽ mỏng, lúc nó sẽ dày như vậy đấy. Để em cố gắng kết nối cái giọng nó xuống cái giọng mix ấy. Đấy thì ý là em hỏi là nghĩa là có vài cái chữ em không hiểu tại sao, nghĩa là cho dù đúng cái công thức á, đúng như các bình thường mình làm là nó phải dày chỗ đó, nhưng mà tại sao lúc nó lại bị mỏng, là do chữ hay là như thế nào không? Khi một cái âm thanh phát ra nó được cấu tạo bởi nhiều lý do lắm, nhiều nguyên nhân lắm. Cơ thể con người là thứ phức tạp nhất thế giới luôn, tới hôm nay nó còn đang nghiên cứu chưa xong mà. Đó thì khi mà em phát ra một cái âm thanh, nó có nhiều cái lý do để cái chữ là như vậy. Có thể là do cấu tạo trong cơ thể của mình nó có vấn đề trong đây hay đau không, nó khác nhau. Ví dụ như miệng, có người miệng thì nó hơi đưa ra, có người miệng thì hơi đưa vô, có người miệng hơi dọc, phải không? Cấu tạo nó khác nhau. Và thứ hai là vùng miền, giọng miền Bắc, giọng miền Nam nó sẽ có cái cách nói chuyện khác nhau. Bắc Trung Nam thì cách nói chuyện phát âm, ví dụ như quốc gia cũng vậy, tiếng Thái nó ca phía trước đây, còn tiếng Anh là nó khác nữa, còn tiếng Việt nó lại khác nữa. Đó thì do yếu tố của vùng miền đó, do cá nhân của mình, là thứ hai là do cái gọi là cái mà mình hoạt động cái giọng nói hàng ngày, hoạt động cái giọng nói hàng ngày nó tạo thành như vậy. Còn bây giờ là cái vấn đề em để ý chút xíu, tất cả mọi thứ trong khi mình hát á, khi nó có vấn đề xảy ra là bởi vì cái giọng của mình nó chưa ổn định, nó chưa cân bằng. Đúng rồi, em kiểu vậy, nghĩa là nếu đúng là mình quy luật, nếu mà nó đúng thì nó nghĩa là cái gì nó cũng phải sẽ như thế, nghĩa là mình phải kiểm soát được đúng chỗ này là mình cần nó như thế. Đấy mà em kiểu như tùy chữ, nhưng mà đa số là kiểu như đôi khi mà mình ẩu mà không để ý, kiểu như hát cái kiểu như mình hát voice quen rồi, xong rồi lâu mình kiểu như mình muốn chỗ đó phải thả nhẹ vô, tại chỗ đó nó hát voice nó sẽ bị lực. Đấy mình muốn thả nhẹ thì mình lại kiểu như mình ẩu, mình không cẩn thận từng tí thì nó sẽ bị vậy luôn, mà nó không nhẹ thành falsetto được. Đúng rồi, nó có nhiều cách. Rồi mình quen rồi kiểu như vậy. Đó, đây là gì? Cái đó chưa ổn định, cái đó là em muốn hỏi về cái cách tập nó là ổn định. Cái nào là ổn định là sao? Ví dụ như đây, 6 cái công thức khoảng vàng, 6 cái cách, 6 cái khoảng vàng mà chúng ta phải làm nó ổn định. Mình phải đi từng bước. Đây, 6 bước này là 6 bước ổn định. 6 bước này phải được kết nối lại với nhau. Em thấy những cái vòng tròn kết nối không? Nó phải có sự kết nối chứ nó không có riêng. Đây là khi mà em làm những cái bước này ổn định, khi em kết nối lại tất cả mọi thứ rồi thì chính thức ngay tại lúc đó giọng em nó mới ổn định. Vậy thì mình còn thiếu, chưa tốt, chưa hiểu, chưa biết về cách vận hành của nó nữa chứ. Mình chưa có điều khiển được nó. Ví dụ em đơn giản, em đang là một coureur lái xe rất là nhanh, tới khúc đó em muốn biểu diễn em bốc đầu, nhưng mà em chưa bao giờ em tập luyện cái kỹ thuật bốc đầu. Em làm liều em bốc đại một cái, một em bốc được, hai em đi luôn đúng không? Thì cái này là quá trình là mình tập luyện để cho nó bốc đầu được đúng không? Từng bước, xong rồi tới khi nó ổn định rồi, tới khi nó đi vào chuyên nghiệp, nó hình thành ổn định là câu chuyện của một thói quen phản xạ cơ thể luôn á. Tại giọng nói là một phản xạ tự nhiên mà, khi hình thành một thói quen mới, một cái phản xạ mới, thì chúng ta sẽ có một giọng hát mới hay hơn. Đúng rồi. Đấy là cái sự ổn định, giọng em là giọng chưa ổn định, ai cũng người ta nói. Không phải là giọng em mà bất kể luôn, bất kể người nào nếu không học thanh nhạc thì đều không ổn định. Họ có thể hát tốt hơn người này, tốt hơn người kia, họ có thể có tài năng, nhưng nói về sự cân bằng, về sự ổn định thì nếu mà các bạn chưa học thì tất cả đều không ổn định. Không ai sinh ra là hoàn hảo hết á.
chỉ là người này hơn người kia thôi, chứ không có hoàn hảo, tài hơn chỗ này, tài hơn chỗ kia thôi. Còn về cái ý là cái cổ, ý là người ta nhận xét em là cái cổ của em kiểu như hát nó bị như con gà, ý là nó những nốt bình thường thì còn đỡ nha, nhưng mà bắt đầu từ những cái nốt bắt đầu nó khá cao rồi đấy, là kiểu như nó, thứ nhất là nó sẽ bị cái để gọi là bị cao thanh quản, nó sẽ bị dâng lên. Mà cái cổ em, người ta nói chung người ta nhận xét em như con gà gật gật vậy nè, thì mình có cái bài tập để mình cải thiện cái vấn đề đó không thầy, về cái cổ đó. Đây là cái mà hướng dẫn cho em nè, thứ nhất tập phát âm lại, thứ hai chọn cái bài vừa sức, và cái thứ hai là cái quan trọng nhất, tại vì mình muốn hát được nốt cao thì mình phải làm tốt những nốt thấp. Làm tốt, thật những nốt thấp mình chưa làm tốt, bởi vì sao? Sự cân bằng mình chưa tốt, giọng mình chưa có tròn, chưa có đầy, và chưa thật sự là mình có hiểu biết để mình tập luyện những cái bài vừa sức trước. Phải tập những bài vừa sức rồi thì mình lên từ từ, để làm sao cái giọng của mình nó thoải mái nhất, nó cân bằng nhất ở trong một cái quãng giọng ít thôi, nhưng mà nó cân bằng nhất. Rồi mình hát mình tự tin rồi, cái bắt đầu mình sẽ phát triển lên những các quãng vang khác. Mình đi từng bước, đi từ cái điểm cân bằng. Đấy là điểm cân bằng. Điểm cân bằng này thực sự là mình mới thôi, mới biết về nó thôi. Thì anh chỉ thì em hiểu được sơ sơ. Nhưng mà để làm được nó là một quá trình nỗ lực đầy mồ hôi và nước mắt. Đúng không? Bây giờ cầm cái này về làm được nó, xong rồi bắt đầu mình mới nói là phát triển quãng giọng sao? Tập sự cân bằng trước đã, ở vùng vang miệng, hơi thở tròn đầy, phát âm hát câu nào câu nấy, phơi từ nào từ nấy sướng là ok. Mình cứ tập tròn ở cái mà gọi là thoải mái nhất đi, xong rồi từ từ cảm giác đó. Đúng rồi. Bây giờ mình cứ kiểu gì mình cứ hát cao mình bị quen rồi, cái lên cao là tự động này nó cứ dâng lên rồi. Nó tạo thành một cái phản xạ. Đúng rồi, quen luôn. Một thói quen xấu mà luôn. Khó sửa, giờ muốn sửa cũng phải lập lại từ từ chứ cũng không có sửa được. Không, nhưng mà chưa sao, tại vì thật sự nó chỉ là bản năng thôi. Chứ nó chưa phải là một cái quá trình tập luyện sai gì nó quá lớn. Vì vậy mà anh mới nói là khi mà tập hát á thì nếu mà các bạn phải tập đúng, tránh mà tập quá nhiều kỹ thuật mà không biết cái cuối cùng đem lại cho mình đó là làm sao để hát thoải mái nhất, làm sao để hát hay nhất. Chứ không phải là làm sao để hát cho nhiều kỹ thuật vô, đúng kỹ thuật đó mà hát nhảy gấm cũng vậy. Hát thoải mái, đây là sự thoải mái, chứ chưa phải gọi là sự hay nhất. Nếu muốn hay là phải có cảm xúc. Đúng rồi. Chứ không phải chỉ hát rồi sao mà. Mà dạo gần đây em có tập cái gọi như bài tập xì hơi ấy, mà lấy hơi xong rồi mình xì ra như này. Thì ý là em không có biết là em bình thường em vô em lấy hơi vô đúng không? Xong rồi em nén hơi lại, xong rồi em xì ra thì nó tầm khoảng chừng 15 tới 20 giây, xong rồi mỗi lần mình tới gần những cái giây cuối á là kiểu như ngực mình nó sẽ bị kiểu như hơi đẩy lên, nó bị cứng ở ngực đó. Nhưng mà em không biết là kiểu như em nói người ta là em hỏi mấy bạn, nói chung là trong cộng đồng thôi, em hỏi là mình làm mới được như này thì ta kêu là không ổn. Có nghĩa là không biết lý do là do em lấy hơi quá ít, hay là do cái hơi em nén nó chưa ở dưới nhiều, mà hay là do mình đẩy hơi ra nhiều quá, thì không biết nguyên nhân thế nào. Tại vì người ta kêu bình thường, người ta tập thì người bình thường thôi thì cũng phải tầm 30-35 giây rồi, tập một thời gian nó phải lên được một phút cơ. Em kêu ghê về một phút dữ vậy, thì đó, em không biết cái vấn đề nó nằm ở đâu. Thì đúng là tập hơi nó sẽ tốt, em xì hơi nhiều nó sẽ tốt, đúng như vậy. Nhưng mà nó tốt ở trong một cái phạm trù nhất định thôi, nó không phải gọi là tốt hết. Nên cái xì hơi nó chỉ là tập cho bạn quen tới cái việc gọi là giữ, đẩy hơi là giữ hơi. À, xì hơi nó là giữ hơi, còn lấy hơi là khác nữa, còn thả hơi là khác. Thả hơi là cái này anh chỉ nè, cái âm thanh nằm đây rồi nó đi ra ngoài hay đi vô trong đi ra ngoài chật lớp đúng không, đi ra hơi đâu, phải đi vô trong rồi bắt đầu khoảng vang nó mới chạy hơi là nó chạy xuống nè, nó chạy lên nè, đó bắt đầu nó mới đụng tới các khoảng vang đây, còn chạy ra ngoài nó đụng ai nó đụng người kia bên đó. Mà ấy là cái xì hơi của em là vấn đề là do tại đâu mình thời gian nó ít như vậy? Nó có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là do em cái thói quen của mình á, cái thói quen của mình khi mà mình nó cũng là do cái cơ thể. Thường thường là em thấy những người mập á, đúng rồi, thì hơi họ nhiều, đúng rồi, đúng không? Mà anh em tại vì họ mập nên cái phổi họ nhiều, bây giờ nhà to bình thường đó là một yếu tố. Và nó cái cơ thể là một yếu tố, cái thứ hai là những cái thói quen hàng ngày khi em sử dụng hơi thở, cái thói quen hàng ngày lấy hơi vô giữ hơi lại
thả hơi ra nó có đúng bắt đầu là cái khi em bóp cái hơi thở lại nó dâng lên nó làm ngực cho em khó chịu, đúng rồi, những giây cuối nữa là cái vấn đề đó nó không tốt, thật sự không tốt. Tại vì khi mà mình hát á, hoặc là khi mình làm tập hơi á, mà cơ thể mình có dấu nó có báo hiệu là khó chịu, đau đớn là gì, giống như hát là đau cổ, tập xì hơi là đau ngực, nó là không tốt. Nó phải thoải mái, có thể chấp nhận. Có những người xì hơi ít hơn em mười mấy giây, anh đi dạy nhiều anh gặp mà hát hay lắm em, nhả chữ nào ra chữ nấy là nổi gà ha. Cái quan trọng nhất ở cái chỗ là hát hay thôi, mà quan trọng hơi nhiều, hát hay không bằng hay hát. Tập hoài riết lại hơi nó cũng sẽ nhiều, mà tập như thế nào, hát đi, hát được cái bài mình thích đi, hát hay cái bài mình thích đi, chứ đừng có tập xì nhiều quá. Tập xì là học cách giữ hơi, đúng rồi, học thời gian đầu thôi. Những này mình kiểu như giống như mình giữ hơi được mà mình không biết cách thả hơi thì cũng không đúng, không được thì nó cũng đi hết trơn. Nó lạc trôi, nó ra luôn, nó đâu có tạo nên âm thanh nào, cũng thua. Nên tập là tập những cái kỹ thuật mang tính chất tổng hợp, cái mà anh chị em á, nó là kỹ thuật tổng hợp. Em hát thì em có cảm nhận là hơi em đang làm việc rất rõ. Khi em lên cao anh kêu lấy nhiều vô thì một cái phản xạ thôi, để đạt được cái độ cao đó người mình nó sẽ lấy sẽ hơi nhiều, nó một phản xạ tự nhiên. Cơ thể con người nó khó hiểu, nó khó hiểu lắm, nên mình cứ để nó tự nhiên. Và cuối cùng nôm lại học hát cả đời, hát làm sao cho hay đi, hát hay đi. Hát hay là sao? Hát thoải mái và feel the beat, được phải không nhỉ? Hát xong cảm thấy sướng mà người nghe cũng cảm thấy sướng thì ok. Yeah. Còn hát mà không được như vậy thì khoan tập kỹ thuật, khoan tập cho nhiều cho lắm vô, tập những cái bài vừa đủ sức thôi, vừa cân bằng mà hay đi, tỉnh tiếp ha. Còn chuyện mà nốt cao nốt thấp ai cũng sẽ tập được thôi, thời gian sự thời gian và sự nỗ lực nhiều ha, ai cũng sẽ tập được. Tại vì lên tới đây đó là cân nó gần hết các bài của Quỳnh Tấn này. Còn lên tới đây là bắt đầu chuẩn bị là cân mấy cái bài của Opera, Opera hay Sigon gì đó. À, ra nói chung là còn cao nữa con người. Mà cái cảm giác mặt là như thế nào? Em hát cảm giác mặt em bình thường ấy thôi, nó không có gì. Nó hơi nó sẽ tác động, nó rung lên. Cái này nếu mà em đi vào nghiên cứu chuyên sâu ha, thì sẽ có thêm những cái những cái buổi nữa, chứ còn mà đừng nhiều quá trong một lúc tập. Chốt lại vấn đề về tập cái hồi này anh chị thôi. Làm tốt, làm quen, nó thấm vô tủy, vô da, vô máu của mình. Rồi bắt đầu mình sẽ nói tới, đi tới cái câu chuyện phát triển lên, phát triển lên, phát triển xuống, phát triển xuống. Ok nha, chốt lại cả. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Nhưng mà có chiều sâu, giọng em có chiều sâu. Nó có cái màu để hay đó, có cái màu để hay đấy, chứ không nhưng phải là nhưng mà có thể là do cái sách thác xưa giờ của em, nghĩa là màu của em thì có người kêu là cũng không, nghĩa là có người kêu là có màu, cũng có màu có giọng nên đi học đi đấy. Còn có vài người thì cũng có nghĩa kêu là có thể là vì ấy là người ta kêu có thể thôi, em là nghĩ thôi, có thể là thứ nhất người ta không biết, nghĩa là không biết cái màu giọng là như thế nào, hoặc là do người ta nghe cái cách hát của em á làm cho người ta không thích cái giọng của em. Thì nói chung là có nhiều người cũng nói là có giọng, cũng có người kêu là giọng không có gì hết, cũng bình thường, cũng vậy đấy. Thì người ta kêu nếu mà có giọng thì nên đi học hát nó sẽ tốt hơn, làm cho giọng nói của mình nó cân bằng hơn. Nó học âm nhạc, học ca hát, nó cân bằng được cái tâm tính. Mình lúc nào kêu vô bài ballad lắng lại thì mới feel được, chứ còn sôi nổi kiểu này vô ballad sao được. Rồi bắt đầu feel lên thì đang ngồi, đúng không, dựng lên bắt đầu hát nhạc sôi động vô đó, thì nó cân bằng được cái tâm tính, nôm na gọi là kiểm soát được cái tâm tính của mình. Dạ. Hay lắm. Ok ha. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Ok, cảm ơn bạn, bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.